À, mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là đẹp, quay lên để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Hôm nay là có cụ cốc khổng lồ nha, bên cạnh đó là có hai vị hộ pháp đồng giác vàng nè, cặp bình sen cá luôn nha. Đại bàng sẽ có trong trực tiếp trong video hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình ha. Xem được đừng tiếc cho em xin một like và đăng ký kênh nha, để mai mốt còn động lực làm thêm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Và mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay thì bên em giới thiệu mình một bộ tứ đại thiên dương này, cả nhà mình xem ha. Một bộ tượng tứ đại nha, bao gồm 4 tượng tứ đại thiên dương, để mình cùng xem ha. 4 tượng này về trọng lượng là 3,5 kg cả nhà ha, 3,5 kg. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng 20 cm. Rồi đế của mỗi tượng là tầm khoảng là 8 cm, chất liệu đồng. Và một bộ này nó sẽ bao gồm 4 tượng như thế này, tứ đại thiên dương nha, bao gồm 4 ông đó, một chuyện đầy đủ nha các anh em ha. Tứ đại thiên dương mỗi ông là cầm một cái pháp khí khác nhau đây, mình cùng xem ha. Và mã số 1 ngày hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình là mã số 1 tứ đại thiên dương là 2.200.000 nha, 2.200.000 cho tượng bộ tượng tứ đại thiên dương của ngày hôm nay. Đây là mã số 1 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay ha. Đây là mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2 là có tổng trọng lượng là 6,9 kg. Rồi mã số 2 trong ngày hôm nay, mã số 2 là giới thiệu với mình là một có giới thiệu mình là hai tượng nha, hộ pháp quan công, hộ pháp chất liệu quan đồng của ngày hôm nay. Và mã số 2 này chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 30 cm, bề ngang tổng thể là 13, bề ngang tổng thể là 13 ha. Rồi chất liệu quan đồng giác vàng, mình cùng xem ha, đồng giác vàng. Đây cái này mình xem đây, đồng giác vàng ha. Và tượng này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm đồng giác vàng như thế này ha. Một quan công hộ pháp thì mẫu này có giá giao lưu mình là 3,900.000. 3,900.000 cho mã số 2. Mã số 2 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng với nhau trong video hôm nay là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 của hôm nay là còn được một con rùa rất là to này, tổng trọng lượng là gần 3 kg ha. Đó, con này có giá giao lưu mình là 1,5 triệu nha, 1,5 triệu ha, cho một con rùa, một con rùa đồng rất là to, mình xem nha. Mã số 3 ở trong video hôm nay, con rùa đây mình cùng xem ha, một con rùa tiền rất là to đó, to khổng lồ luôn, cả nhà xem ha, 1,5 triệu nha, con này rất là to. Có nhu cầu sưu tầm con rùa này thì báo em nha. Đây cả nhà xem ha, có bát quái nữa này, con rùa đồng rất là to nha. Đây là mã số 3. Rồi thế này mã số 4 hôm nay là em có một cái bình hoa, nó tổng trọng lượng là 900 g. Cái bình này bà vẽ ha, đây là một cây cái bình cắm hoa chất liệu bằng đồng rất là đẹp. Đây là mã số 4 trong video hôm nay, chiều cao tổng thể là 20 cm và đường kính miệng là 6 cm ha, chất liệu bằng đồng. Và cái này các anh em xem, cái này mình em có giá giao lưu với cả nhà mình là cái lẻ này 850.000, 850.000 cho một cái bình hoa như thế này. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Đây là mã số 4 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha, mã số 4. Rồi tiếp theo mã số 5 có tổng trọng lượng là khoảng 1,2 kg, là một tượng Phật Di Lạc, một tượng Phật Di Lạc chất liệu bằng đồng ha, tượng Phật Di Lạc, để mình cùng xem nha, tượng Phật Di Lạc. Rồi chiều cao tổng thể là 17 cm, bề ngang tổng thể là 10 cm ha, chất liệu bằng đồng và tượng Phật Di Lạc của ngày hôm nay. Đây mình cũng xem Phật Di Lạc, có giá giao luôn mình là 850.000 ha, 850.000 cho tượng Phật Di Lạc. Đây mình cũng xem nha, tượng Phật Di Lạc. Đây là mã số 5 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha, mã số 5. Rồi tiếp theo mã số 6 là tượng Bất Động Minh Vương, có tổng trọng lượng là 3 kg. Đây tượng Bất Động Minh Vương ha, Bất Động Minh Vương chất liệu bằng đồng, mình cùng xem ha, Bất Động Minh Vương. Và chiều cao của tượng Bất Động Minh Vương của mã số 6 này là khoảng là 26. Rồi bề ngang tổng thể là khoảng là 16 cm, chất liệu bằng đồng. Và Bất Động Minh Vương của ngày hôm nay có giá giao lưu mình là 1,900.000 ha, 1,900.000 cho mã số 6 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ giới thiệu của mình ha, mã số 6. Và tiếp theo mã số 7 là đôi chim nguyên ương. Đây mình cùng xem ha, đôi chim nguyên ương chất liệu bằng đồng. Đây có đôi chim nguyên ương ha, chất liệu bằng đồng rất là đẹp đó, nguyên ương trên cành mai. Và cái này chiều cao tổng thể
chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 25. Rồi bề ngang tổng thể là 10 cm. Rồi chất liệu quần đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình là 800.000, 800.000 cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 ngày hôm nay. Mã số 8 của ngày hôm nay là còn được một con cua. Một con cua này có tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg một con cua. Chất liệu quần đồng, lên tay xanh thời gian, mã số 8. Chiều cao tổng thể là 21, rồi bề ngang là có khoảng là 15. Chất liệu quần đồng và có giá giao lưu với cả nhà mình con cua như thế này là 1.200.000. 1.200.000 cho mã số 8. Mà bên đồ cổ Cần Thơ giới thiệu của mình ha, mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một 12 vị tông đồ, có tổng trọng lượng là 3,1 kg. 12 vị tông đồ ha, 12 vị tông đồ bên đạo Công giáo nha, 12 vị tông đồ. Và chiều dài tổng thể đế đồng là khoảng là 31,5, kèm theo dưới đế gỗ là khoảng 36. Rồi chiều cao tổng thể là 16 cm, 12 vị tông đồ. Có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm 12 vị tông đồ trong bữa tiệc ly là 2.800.000. Bên em bao luôn phí vận chuyển với mình ha, 2.800.000 cho mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10. Rồi mã số 10 trong ngày hôm nay, mã số 10 trong buổi tối ngày hôm nay là còn được dân thù Phổ Hiền 3,2 kg. Đây cả nhà xem ha, hai tượng dân thù Phổ Hiền, chất liệu quần đồng. Và dân thù Phổ Hiền chiều cao tổng thể là tầm là 20 cm, bề ngang tổng thể là tầm khoảng là 13. Chất liệu quần đồng và dân thù Phổ Hiền có giá giao lưu với cả nhà mình hai tác phẩm này ha, dân thù Phổ Hiền có giá giao lưu mình 1.800.000, 1.800.000 cho mã số 10. Mã số 10 mà bên đồ cổ Cần Thơ giới thiệu cùng cả nhà mình ha, số 10. Rồi tiếp theo mã số 11. Ngày hôm nay là một con gà mái chất liệu quần đồng, có tổng trọng lượng là 1 kg. Đây mình xem ha, chú gà mái chất liệu quần đồng. Đó, chiều dài tổng thể là tầm khoảng là 11 cm, chiều cao tổng thể là 13. Chất liệu quần đồng để các nhà xem ha. Và con gà mái như thế này bên em có giá giao lưu cả nhà mình là 700.000 nha, chất liệu quần đồng ha, chất liệu quần đồng con gà mái 700.000. Đây là mã số 11 và bên đồ cổ Cần Thơ giới thiệu cùng với nhà mình trong video ngày hôm nay. Mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. 12 là một cặp hổ. Một cặp hổ tổng trọng lượng là 7 kg. Mã số 12 cặp hổ Hữu Tiền ha, tổng trọng lượng là 7 kg, chất liệu quần đồng. Chiều cao tổng thể là 22. Rồi chiều dài tổng thể là khoảng là 23. Và cặp này có giá giao lưu cái nhà mình là 2.800.000 ha, 2.800.000. 2.800.000 cho cặp hổ của ngày hôm nay. Đây là mã số 12. 12 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng với nhà mình ha, mã số 12. Mình có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp với em nha, mã số 12. Rồi 13. 13 của ngày hôm nay. 13 của ngày hôm nay là còn được một con gà. Một con gà trống, có tổng trọng lượng khoảng 1 kg. Đây cả nhà xem ha. Con này nha. Khoảng 1 kg. Và chiều cao tổng thể của con này rơi vào khoảng là 24. Bề ngang là 15, chất liệu quần đồng, con gà trống. Đó, con này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một con gà trống như thế này là 750.000 ha, 750. Cho mã số 13. 13 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 14. 10 14 là tổng trọng lượng là 6 kg. 14 là tổng trọng lượng là 6 kg ha, chất liệu quần đồng. Bình hoa sen, mình xem ha, hoa sen. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 36, đường kính miệng là tầm khoảng là 10-13 cm. Và cặp này thì bên em có giá giao lưu với mình là 3.300.000 nha, 3.300.000 cho cặp bình đồng hoa sen của ngày hôm nay. Đó, cả nhà mình xem ha, đây là mã số 14 trong ngày hôm nay. Và mã số 15 là một cụ cốc khổng lồ ha. Cụ này khoảng 14,5 kg. Và cụ này có giá giao lưu với cả nhà mình là 4,5 triệu nha. Một cụ này rất là to, tổng trọng lượng nó tới 14,5 kg đi. Chất liệu quần đồng ha, chiều cao tổng thể là 30 cm, bề ngang là khoảng là 26. Chất liệu quần đồng, cả nhà có nhu cầu sưu tầm con này thì báo em ha. Đây là mã số 14. Rồi cuối cùng là mã số 15 trong video ngày hôm nay.
có số 15. 15 là một con đại đại bàng, có tổng trọng lượng là 9,5 kg. Đại bàng như ý ha, 9,5 kg. Chất liệu quân đồng. Và một con đại bàng như ý của ngày hôm nay thì bên em có giá giao luôn cả nhà mình là 4,5 triệu luôn nha. 4,5 triệu cho một con đại bàng như ý. Chất liệu quân đồng rất là to, rất là đẹp ha. Mình cùng xem nha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Chiều cao tổng thể của nó là tầm khoảng là 46. Rồi bề ngang 33. Rồi đây cũng là mã số cuối cùng. Cảm ơn cả nhà mình đã luôn đồng hành và ủng hộ đồ cổ Cần Thơ những thời gian qua. Thì xem được đừng tiếc cho em xin một like, đừng đăng ký kênh nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo với những sản phẩm đẹp độc và lạ nữa ha. Xin chào và hẹn gặp lại.